quý vị, đến với chương trình 100 giây rực rỡ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một tiết mục rất đặc biệt đến từ một thành viên của ban bình luận, đó chính là ca sĩ Khánh Phương. Và anh ấy sẽ thay mặt cho các chàng trai để gửi đến các cô gái, bởi vì anh ấy muốn cả thế giới biết anh yêu em. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hay không em đã hứa sẽ mãi bên anh suốt đời, bàn tay đó ấm áp mỗi khi bên anh, và rồi sau đó em luôn nhõng nhẽo với anh, bình minh lên mỗi sớm ta cùng bên nhau, hạnh phúc đó chắc chắn khắc tên chúng mình. Đừng giận anh, sao em lại phải che con thế này, đừng khóc nữa, lại đây đứng với anh đi. Và anh muốn cả thế giới này biết rằng anh rất yêu em, người yêu dấu có hiểu lòng anh. Và anh sẽ nói cho bố mẹ em, anh đã rất yêu em, và như thế ta không thể xa nhau. Và anh muốn cả thế giới này biết rằng anh rất nhớ em, anh xin lỗi khi nên giận anh. Và anh muốn cả thế giới này biết anh sẽ là chủ rể. Ngày hôm đó em là một cô dâu. Anh yêu em. Người ta nói là buồn nhất thật sự đã không yêu. Nhưng với anh là buồn nhất là nếu lại mất em. Người con gái mà anh yêu hơn cả thế giới. Và nếu anh sẽ cố gắng đây điều đó không bao giờ tới. Nếu một ngày anh không giống như em từng mong, cho em được cả thế giới, liệu em có học yêu anh không? Điều anh ôm không đơn giản là cả thế giới, trong đó có cả trái tim của một người mà trời chưa tới. Dưới lớp em cực chạc đưa em có mọi lối đi, tạm ngưng hết những lời âu chẳng có mấy khi. Em chưa cần làm gì, gọi anh đấy, anh sẽ khoác một cánh cô dâu và tao về một nhà với nhau. Muốn thế giới này biết rằng anh là chú rể của một người con gái anh như từ gốc rễ. Thì người nữ trái tim cũng đâu phải là dễ, nên muốn cho cả thế giới này biết một điều rằng anh yêu em rất nhiều. Anh có nhớ em đã nói gì hay không? Em đã hứa sẽ mãi bên anh suốt đời, bàn tay đó ấm áp mỗi khi bên anh, rồi mỗi lúc em luôn nhõng nhẽo với anh. Và bình minh lên mỗi sớm ta cùng bên nhau, và hạnh phúc đó chắc chắn khắc tên chúng mình. Đi dần anh nữa, sao em lại phải che con thế này, đừng khóc nữa, lại đây đứng với anh đi. Và anh muốn cả thế giới này biết rằng anh rất yêu em, người yêu dấu có hiểu lòng anh. Và anh sẽ nói cho bố mẹ em, anh đã rất yêu em, và như thế ta không thể xa nhau. Và anh muốn cả thế giới này biết rằng anh rất nhớ em, anh xin lỗi khi nên giận anh. Và anh muốn cả thế giới này biết anh sẽ là chủ rể. Ngày hôm đó giận anh.